nhan sắc chói chang của năm thế tử nhà mặt phố bố làm to nổi tiếng màn ảnh Hàn. Đứng đầu trong danh sách này chính là chàng thế tử Park Bo Gum. Nhan sắc cực phẩm của thế tử Lee Young chắc chắn sẽ là một bức tường thành vĩ đại trong lòng những fan nữ từng có dịp xem qua siêu hit Mây Họa Ánh Trăng. Với nụ cười tươi sáng cùng đường nét gương mặt khá trẻ thơ, Park Bo Gum đặc biệt hợp với vai thế tử Lee Young tinh nghịch, vui vẻ trong phần đầu của bộ phim. Tuy nhiên, vũ khí thực sự trong diễn xuất của Park Bo Gum nằm ở đôi mắt biết nói của anh chàng. Dù là ánh mắt đầy yêu thương dành cho Hong Ra-on, Kim Yoo-young hay ánh mắt kiên định của một vị thế tử, dường như không gì có thể làm khó diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1993 này. Tiếp đến trong danh sách này là Yoo Sung-ho, chàng thế tử Lee Sun của Mặt Nạ Quân Chủ, ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ ngoài mỹ nam trẻ trung nhưng cũng rất trưởng thành của mình. Vào vai một thế tử phải giấu đi dung mạo thật của bản thân, song có vẻ như chiếc mặt nạ kia cũng không cách nào làm giảm bớt độ đẹp trai của em trai quốc dân Yoo Sung-ho. Không thường xuyên được mặc long phục, nhưng thế tử vẫn luôn toát ra thần thái của một người thuộc dòng dõi hoàng tộc, cho dù đang khoác lên mình bộ đồ của dân đen. Nhân vật tiếp theo trong danh sách này là Im Si-won. Nhắc đến một vẻ đẹp hoàng gia đạt đến đẳng cấp siêu thực thì chắc chắn không thể bỏ qua thế tử Wang Won trong The King Loves. Dung mạo xuất sắc vượt mọi cảnh giới của chàng thế tử này được đánh giá là xinh không kém gì nữ chính Yuna và khiến khán giả nữ vừa mê đắm vừa có phần ghen tị. Sở hữu vẻ đẹp của một mỹ nam con gái, nhưng không vì thế mà thế tử Wang Won bớt đi chút nào phong độ. Biểu cảm linh hoạt và diễn xuất tuyệt vời của Im Si-won khiến nhân vật Wang Won có thể đang cười nói đáng yêu, ngay lập tức trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng, thậm chí là đáng sợ. Một nhan sắc vừa nữ tính nhưng cũng đầy nam tính đến bất ngờ. Tiếp theo trong danh sách này là Yoo Jin-woo, là nhân vật nhỏ tuổi nhất trong dàn thế tử mỹ nam, nhưng Lee Won của Mặt Trăng Ôm Mặt Trời cũng không kém cạnh các vị thế tử kể trên ở khoản đánh cắp trái tim. Ở độ tuổi 15, thế tử Lee Won vừa có sự tinh nghịch, bốc đồng của một chàng trai mới lớn, lại vừa lém lỉnh, thông minh và sâu sắc của một quân vương tương lai. Nhưng trên hết, sự nam tính và trái tim si tình của chàng mới là điều khiến các chị em mê mẩn nhiều nhất. Lee Won có thể không có dung mạo chuẩn mỹ nam, nhưng ở tuổi đời còn rất trẻ, chàng thế tử này lại có một phong thái điềm tĩnh và cuốn hút không thể phủ nhận. Ánh mắt nồng nàn đậm chất melo, giọng nói nam tính của Lee Won như vạn tiễn xuyên tim khán giả xem phim. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV.